Hello là ok. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân, Su Xí Sọ và Bao Mỹ Bảo. Su. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì đây cả nhà, sau khi mà anh Sen đã mượn được rất là nhiều tài liệu để ôn thi môn toán cho Su với Bao, thì bây giờ là cái thời khắc anh Sen sẽ bắt đầu dồn công để có thể ôn cho Su thi tốt cái kỳ thi này. Su, ngồi đó. Em là học sinh gì? Ngoan hay giỏi? Ngồi xuống. Ngồi. Wow. Đây nè. Hai chữ là. Rồi, trước khi vô chương trình học, anh Sen cần phải có kỷ luật. Đầu tiên, anh Sen cần phải cột cho Su cái này. Đó. Để chi cả nhà, để thể hiện sự quyết tâm là mình cần phải học thiệt là giỏi. Đó. Ngồi hai chữ lên. Đúng rồi. Su, vô vị trí không? Đi vô vị trí không? Nhớ lên. Bước vô vị trí. Bước vô. Bước lên vị trí. Đúng rồi. Bỏ tay lên bàn. Đúng. Hôm nay cả nhà không phải là học đơn giản như ngày xưa nữa, tại vì anh Sen với Su chỉ còn 2 ngày để có thể ôn thi, để có thể hoàn thành tốt cái kỳ thi giữa kỳ. Được rồi, anh Sen đã chuẩn bị một cái thước. Chỉ cần Su mày học không thành công hoặc là học lơ là, anh Sen đủ quốc gia đến Su liền. Được chưa? Được không? Được. Thấy chưa cả nhà, Su thì sự quyết tâm thấy không? Rồi, ở đây cả nhà, anh Sen đã mượn rất là nhiều sách vở để ôn thi của em Gia Bảo, học sinh giỏi nhất thành phố. Giỏi nhất thành phố thì đây cả nhà, đây là sách toán cả nhà, thấy chưa? Đây chỉ là riêng môn toán thôi. Đó, rất là nhiều luôn nè. Đó. Và anh xin nói với Su biết một điều. Hôm nay và ngày mai Su phải làm cách nào có thể ôn hết tất cả những kiến thức này vô trong đầu. Được chưa? Được chưa? Được. Rồi. Su có thể hiện sự quyết tâm không? Quyết tâm. Đó cả nhà, Su nói với anh Sen, lần này Su sẽ được 10 điểm. Vì vậy Su sẽ học nguyên ngày nguyên đêm luôn. Đây, bây giờ đầu tiên là môn toán. Đó, sách ở đây đã có. Anh sẽ lật ra cho Su. Rồi, lật ra. Vỡ môn toán cũng có luôn. Lật ra. Nhiệm vụ của Su bây giờ chỉ là ngồi đây và học, được chưa? Được không? Được. Được rồi, nói thì hay lắm cả nha. Bây giờ anh Sen sẽ thử chế độ kiến thức để Sen thử là có biết gì không. Mà cứ tự tin, ok không? Ok, được rồi. Anh Sen sẽ hỏi câu đơn giản nhất. 7 cộng 1 đóng 1 nè. Chia 4 bằng mấy? À bằng 1. Đi ra đây. Đi ra. 5 số. 5 số. 5. Đây cả nhà, trả lời sai là phải như thế này nè cả nhà. 1 thôi. Vô. Vô lại vị trí. Nhanh lên, đi vô. Mở chân lên bàn. Bỏ trên bàn. Bỏ trên bàn. Bỏ trên bàn. Sai. 8 chia 4 bằng mấy? Được. Được. Giỏi. Giỏi. Đúng. Đó cả nhà, phải trả lời chính xác như vậy nha cả nhà. Được chưa? Rồi, bây giờ nhiệm vụ của Su là cầm cái bút này. Ngồi thẳng hai chân lên. Không vỡ đâu. Ngồi ôn học đi. Rồi, ôn học đi. Ôn học đi. Đó. Bây giờ cứ học hết quyển ở nào, nói với anh sẽ lấy quyển khác cho. Được chưa? Ôn đi. Đó cả nhà, bây giờ kiến thức rất là nhiều trong đây, nhưng mà bắt buộc là Su phải học cả đêm cả đây luôn. Học đi. Rồi. Ok cả nhà, sau 2 tiếng ôn thi cho Su á, thì hiện tại Su đã học được gọi là 10% của cái môn toán rồi. Bây giờ mình sẽ ra mình kiểm tra xem thử là Bông học với chị Hiền sẽ như thế nào nha cả nhà. Tại vì anh Sen có nhiệm vụ là hỗ trợ Su thôi, còn chị Hiền sẽ hỗ trợ Bông. Rồi bây giờ bắt đầu chị đi ra nha cả nhà. Đây chị Hiền phía trước nè. Ok cả nhà, chị Hiền đã sắp hết toàn bộ tài liệu mà em Bông phải học để tham gia kỳ thi này. Thì đây cả nhà, đây là toàn bộ những cái đề mà em Bông phải giải. Rồi để em Bông có thể lên bài kiểm tra như cả nhà. Hay đây là một cái đề toán này cả nhà. Đó. Tiếp theo đây là một cái đề văn. Bông tổng cộng thi 4 môn, cho nên đây là tất cả kiến thức mà Bông phải học trong ngày hôm nay. Bông có, bây giờ chị hỏi nè, Bông có tự tin là Bông học hết những cái kiến thức này không? Tự tin này nha. Rồi ok. Hiện tại là chị Hiền có chuẩn bị cho Bông một cuốn vở để Bông làm đề á cả nhà.
Bây giờ nghe, chị Hiền sẽ hướng, bây giờ mình sẽ làm cái đề đại đầu tiên là làm đề toán trước. Sau đó mình sẽ chuyển sang đề văn, rồi chuyển sang đề vật lý, rồi chuyển sang đề hóa học. Mình phải làm từ từ như vậy cả nha. Đây Bông, Bông nhìn cho kỹ đi. Bây giờ chị không thể nào mà chị ngồi chị hướng dẫn Bông hết được. Bây giờ Bông đọc sơ lược cái đề. Những câu nào mà Bông làm được thì Bông làm trước. Những câu nào mà Bông không làm được thì chút nữa Bông hỏi chị. Chị nếu mà chị biết chị sẽ hướng dẫn cho Bông. Ok không? Ok bắt tay. Bắt tay. Nhanh lên. Ok, Bông đây bữa nay Bông lì lắm cả nha. Chị Hiền mà chuẩn bị cái nước xung quanh đây nè. Chứ bây giờ là Bông càng ngày Bông càng không nghe lời gì hết trơn á. Bây giờ mà Bông trong lúc mà Bông học tập Bông lơ đảng là chị Hiền sẽ phát Bông nghe. Chứ không hề để như tình trạng hổng dưới là được. Càng ngày học càng dốt. Học như vậy là không được. Bây giờ mình phải gắt gao lên. Được chưa? Ok. Đó, cảnh thấy chưa? Quýnh một cái là biết. Bây giờ Bông ngồi học bài chăm chị đi. Sao rồi? Tình hình học sao rồi? Ủa hai giờ cho em xu xong chưa? Anh nãy giờ ôn xu học được 10% rồi. Bây giờ con Bông đâu? Bông đâu? Ủa? Bông đâu rồi? Bông đâu rồi? Chung chạy. Trời ơi, cả nhà tài liệu nhiều quá. Bây giờ Bông nãy giờ Bông sạn ra Bông bị chu mà trong cái tài liệu ra luôn mọi người. Chị Hiền thì nãy giờ đang ngồi làm cái mẫu để chút nữa cho Bông làm kiểm tra này cả nhà. Bông chỉ đánh A B C D thôi. Mà chị Hiền nãy giờ chị Hiền lục sách vở của chị và của em Bông, chị phát hiện ra một điều cả nhà. Điều gì? Em Bông á bị viết bàn kiểm điểm lúc Bông tự ký bàn kiểm điểm luôn hai. Trời ơi thiệt hả? Em tên là Bông, hôm nay em viết đơn này vì không học thuộc bài cô giáo. Em xin lỗi và xin hứa từ nay về sau không tái phạm nữa, tự ký tên luôn. Cô cha xong rồi, học hành cái gì đâu mà. Đấy tự nữa, đây là bảng hai cái bàn kiểm điểm luôn, tự ký tên luôn nè. Cô cha còn ông ký tên gì? Ký tên của ai á? Chết Dũng với lại mày Dung đeo. Chết rồi, Hiền gì hôm bữa anh thấy Su nó đi rang gặp mấy cái ông xe ôm. Vậy hả? Ừ. Chết bạn rồi. Kiểm điểm đi cả nha. Có khi nào Bông anh em cái này nhờ mấy chú xe ôm ký giùm nè. Phát hiện ra rồi. Vậy là hổng như không học bài bị viết bàn kiểm điểm mày giấu này đúng không? Rồi xong rồi. Bây giờ phải phạt quýnh thôi cả nhà. Bây giờ là không thể chấp nhận được nữa. Sao vậy? Trời ơi, vậy là cái bàn kiểm điểm này. Cả nhà, vậy là cái bàn kiểm điểm này giấu lâu rồi. Bây giờ mới phát hiện ra. Bây giờ là hai bàn kiểm điểm. Đứng im đó. Quýnh hai rồi. Đứng im đó. Bây giờ vén cái váy lên. Cô cha tội ghê chưa? Bây giờ phải phạt cả nhà. Càng ngày là càng hư rồi. Một rồi. Còn một rồi nữa. Đứng lên. Chết rồi, chết rồi. Học nhỏ đi chứ. Lên. Học phải bàn điểm như thế này thì ai rồi. Yeah. Sao vậy Bông? Sao mà càng ngày học càng bết bét vậy Bông? Bây giờ Bông học xong chưa? Nhanh lên. Nên lì đúng không? Lì đúng không? Ủa hết chưa? Ủa hết chưa? Ủa hai, Su ôn thế nào rồi? Su nãy giờ chăm chỉ lắm em. Trời ơi, ôn phải như con Bông đâu. Ôn gì đâu mày, nãy giờ học quá trời quá đất luôn. Cứ vậy. Vô coi thử không? Để em vô em coi thử. Để em okay. Vô coi thử. Tại vì vô coi đi, Su học giỏi lắm á. Học giỏi thiệt luôn á cả nhà. Học giỏi trong giấc mơ đó mọi người. Không, Su học đâu em. Ủa nó đâu rồi? Nó nằm trong đó mà lém nó học giỏi. Rồi cả nhà ơi. Để hai con luôn chiều nó. Không được. Hồi nãy á, anh nhớ rõ ràng lúc mà anh đi á là Su nó còn ngồi nó học mè. Hai nói gì giả bộ trước mặt hai thôi chứ bữa nay con Su nó lì lắm. Hai phải gắt lên. Đây cho em cho hai một cái thước nè. Hai không được như vậy, hai phải làm như em á. Phạt là phải quýnh Bông vô. Cái gì? Quýnh Su vô. Cái gì? Ôi sao mà lúc mà mình ra là còn học mà sao bây giờ được cái giấc mơ nữa rồi. Bông nãy giờ con học được một nửa rồi mà chị Su như vậy là chắc chắn là chưa học được chữ nào hết á. Ôi Su vẫn đang ngồi học kìa, Bông vẫn đang ngồi học kìa nha. Còn chị Su đâu? Tất nhiên rồi. Hai phải phạt vô. Để như vậy được. Hai đừng có hiền với con Su rồi nó vậy đó. À, ngủ thiệt cả nhà ơi. Này mọi người, ngủ Su đầu Su cổ luôn nè mọi người. Oh yeah, rồi mở ra coi. Đắp mơ. Nghiêm chỉnh lắm, thấy chưa? Nằm gối đi chứ. Cái mặt bây giờ méo qua một bên luôn nè mọi người. Sau bước vô bàn học. Bước vô bàn học. Ai quýnh chưa? Tại sao vậy Su? Anh Quang nói. Tại sao vậy Su? Em học hành cái kiểu gì mà anh mới ra có một xíu là em vô đây em ngủ rồi. Hả? Nghĩ sao vậy? Em ra em coi chị em Bông kìa. Bây giờ kiểm tra bài tập đi.
đọc hằng đẳng thức đáng nhớ, bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. Bảy thử có đọc được ai không? Kìa rồi, đọc bảy hằng đẳng thức đáng nhớ, đọc đi. chưa học. Thấy chưa, sao mày thuộc được? Trời ơi, sao em chưa học bài mà em vô ngủ vậy? Không thể nào như vậy được, phạt vô. Bây giờ là quýnh hai roi cảnh cáo. Hai roi hả? Nằm xuống. Bây giờ nằm. Chết rồi, tội quá. Thôi bây giờ. Vô quýnh cái lỗ đít đó. Nằm xuống. Rồi, nằm im. Đi nha. Một. Nằm xuống. Nằm xuống. Né thấy chưa vậy nha. Hai rồi, rồi. Bây giờ học bài. Cảnh cáo lần này, học khi nào buồn ngủ phải nói anh Sen để anh Sen cho đi ngủ được chưa? Đi vô học. Bước vô. Bước lên bàn học. Rồi, bước vô. Bước xuống. Bước xuống ghế. Bước xuống ghế ngồi. Bước vô ghế ngồi. Bỏ lại đây. Lại đây. Bỏ lại lên. Thôi ngồi đó rồi. Học đi. Được chưa? Khi nào buồn ngủ thì nói anh. Anh nha. Cái nhà chắc là do học nhiều quá nên mệt ha, đi vô ngủ quá. Đó. Còn bây giờ á. Đi, thôi bây giờ chắc buồn ngủ, vô rửa mắt đi rồi đi ngủ. Rồi rửa mắt lại học. Đây. Đúng rồi. Một số. Học hành gì mà chưa học được bao nhiêu chữ hết mà để đi ngủ rồi kìa nha. Bước ra. Rồi đứng lên. Đây, đi vô rửa mặt cho nha cả nhà. Rửa mặt. Rửa mặt đi. Rửa cho tỉnh ngủ. Rửa mặt đi cho tỉnh ngủ. Rồi rồi đó. Rồi, tỉnh chưa? Tốt nghiệp rồi nè cả nhà. Tỉnh ngủ. Tỉnh sáo luôn á. Rồi, sao đây? Bước vô bàn. Sắp vỡ, còn quá trời kiến thức để mà học luôn. Rồi, rửa mặt rồi cả nhà. Chắc là buồn ngủ rồi đó. Học đi, được chưa? Học đi, bây giờ anh ra anh kiểm tra con bo một xíu. Rồi xíu quay lại. Học đi. Rồi, ngồi im đó học. Ráng lên, quyết tâm. Ok cả nha. Nãy giờ Bông nói với chị Hiền á là Bông đã học xong hết tất cả những kiến thức ở trong đây rồi mọi người. Tại vì á, ở trên lớp Bông nghe cô giảng bài cho nên bây giờ Bông về Bông chỉ cần đọc sơ qua thôi là Bông đã có thể làm hết kiến thức, nhớ hết kiến thức rồi. Bây giờ chị Hiền á phải kiểm tra lại Bông, cho nên chị Hiền đã quyết định đó cả nha. Nãy giờ chị Hiền đã xuống, chị Hiền tự làm một cái đề cho Bông để Bông giải như vậy nha. Thì cái đề ở đây là đề trắc nghiệm, là sau khi á mà Bông giải ví dụ câu 1 á là ra A thì Bông sẽ khoanh vô A, câu 2 mà ra B thì Bông sẽ khoanh vô B. Còn đây là đáp án này cả nhà, chị Hiền đã chuẩn bị đáp án, chị Hiền ghi ra hết đây rồi đó cả nhà, thấy chưa? Sau khi mà trong vòng 45 phút á là Bông phải hoàn thành xong cái bài thi này và sau đó chị Hiền sẽ chấm. Nếu như á mà em Bông được trên 7 điểm á thì chị Hiền sẽ cho ok, còn ví dụ mà em Bông được dưới 7 điểm á là chị Hiền sẽ bắt Bông học bài lại như vậy nha. Tại vì á là Bông 7 điểm là cái điểm ok, trung bình, tốt, được. Còn ví dụ mà dưới 7 điểm á là học dốt rồi cả nha, cho nên là phải ôn tập kỹ lại. Thì rồi Bông, bây giờ chị Hiền sẽ phát cho Bông một cái tờ giấy nháp để Bông nháp vào trong đây. Cái tờ đây là tờ để Bông đánh dấu vô đáp án. Còn đây là đề bài, trong vòng 45 phút Bông phải hoàn thành như chưa. Ngồi xuống. Chết rồi, ngồi xuống đây chị Hiền dữ lắm á. Bây giờ mà không làm qua, bây giờ mà Bông mà qua được 7 điểm thì Bông được đi chơi. Còn mà Bông mà không qua được 7 điểm thì Bông phải ngồi đây Bông học đến ngày mai luôn. Ghê chưa, sợ chưa? Đây, quá sợ luôn mọi người, đây là đáp án nè. Đây cả nhà, chị Hiền sẽ công bố đáp án cho mọi người nè. Đó, bây giờ đáp án đầu tiên 1A. 1A, chính đây. Xác. Rồi, anh đọc kết quả cho. 1A. 1A. 2B. Đúng. 3B. 3C. Vậy là sai rồi. Đáp án phải là 3B. Sai một câu. Sai một câu thứ 3. 4C. Đúng. 5D. Đúng. 6B. Đúng. 7B. Đúng. 8A. Đúng. 9A. Đúng. Quá giỏi luôn. 10C. Sai. Trời ơi, mới khiên. 10C mà sao lại làm câu B. 10C. Sai. Sai rồi. 11B. Đúng. 12A. Đúng. 13B. Đúng. 14A. Sai. À, câu cuối lại sai nữa, 14 phải là A. Vậy là tổng cộng sai 3 câu cho 14 câu cả nha.
sai 3 nè. Vậy là mấy điểm ta? 14, mày sai 3. 8 điểm. 8 điểm. Ok. Ok, vừa hơn cho Bông á nha. Đủ điểm để qua đó, được rồi. Cả nhà, hiện tại tình hình đó, chị Hiền nghĩ á, là cái đề đây là chị Hiền làm khó hơn cái đề thi thực đến một nửa luôn. Cho nên á, nếu mà theo xét theo cái đề đây là chắc chóng á, Bông đi làm bài thi là Bông sẽ được 10 điểm. Cho nên được rồi, bây giờ cả nhà, trước khi thi á, mà mình học dữ quá là mình sẽ bị khung mất cả nhà. Cho nên bây giờ là sẽ nửa ngày mai Bông đi thi thì bây giờ sẽ cho Bông nghỉ ngơi nha cả nhà. Ok, được á. Bông có đồng ý không? Chứ học nhiều quá ngày mai lên là bị loạn kiến thức thì không thi được. Cho nên bây giờ phải để nửa ngày đây để Bông thư giãn đầu óc xả sao chết á. Ok Bông. Rồi Bông đi chơi đi. Ok Bông. Bây giờ mình sẽ qua mình coi thử ông xin như thế này nha mọi người. Ok. Qua hai. Trời ơi. Trời ơi Bông ơi. Bông coi nè. Như vậy là không được rồi. Không rồi. Như vậy vậy hả? Hai ôm bà ngủ xong chưa? Hai ngủ chưa? Đúng rồi Bông. Đánh chị Su giúp Bông. Anh đây kèm cho Su mà. Kèm cái gì? Em thấy rõ ràng là Su ngồi đây hai ngủ. Đúng rồi Bông. Anh chỉ phụ đạo cho Su thôi. Còn Su học nãy giờ Su học kỹ lắm. Bông thấy sao? Có phải là Bông thấy ông Si ngủ không? Không. Chính xác luôn. Ngủ nè, thấy chưa? Bây giờ em kiểm tra kiến thức của Su là chắc chắn Su không biết làm cái gì luôn. Su, trả lời cho chị Hiền coi. Su. À, diện tích tam giác là cái gì? Diện tam giác là gì? Đó, thấy chưa? Lúc, làm gì có phải ra vậy là đúng, diện tích tam giác làm gì phải vậy? Cái diện tích tam giác là gì chị Hiền? Các em nhỏ hãy nói cho em Su biết diện tích tam giác là gì đi. Su trả lời á, là diện tích tam giác là lấy ba cái cạnh cộng lại với nhau làm gì đúng. Vậy diện tích tam giác là gì chị biết không? Bây giờ em nói cả nhà, chị cũng không biết, anh sẽ biết. Chị cũng biết diện tích tam giác là gì. Bây giờ hãy nói đi, nếu mà đúng á thì em sẽ cho qua. Bỏ cái tụi hai ngủ con. Diện tích tam giác là gì? Diện tích tam giác là bằng bằng cạnh dài cộng với lại độ cao nhân 2. Chính xác. Phải không? Chính xác mọi người, đúng rồi. Chắc không? Đúng rồi, đó là diện tích tam giác thường mọi người. Anh xin không biết gì đó luôn. Diện tích tam giác vuông là gì? Diện tích tam giác vuông. Cái đó phải để cho các em fan bình luận. Em fan hãy bình luận trên kênh Sen đi để coi thử là có đúng với câu trả lời của anh Sen cùng với Su Bông và chị Hiền không nha. Để đón xem phần 2 nó mới hay. Bông học bài xong chưa? Bông vô đó Bông ngồi vậy? Hả? Bông vô đó Bông ngồi làm cái gì? Đây là bài lớp 6 còn Bông mới lớp 3 mà Bông vô đó Bông ngồi làm cái gì? Thôi, ngồi đó hai đứa cố gắng ôn bài đi. Cả nhà nhớ bình luận cái đáp án của chị Hiền nói nha. Ok.